Xin chào các bác, hôm nay tôi quay giới thiệu các bác một đôi loa karaoke của hãng Onkyo Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản, bass 20, một bass một chép. Loa còn zin 100%, bởi vì sao? Vì gân zin hết, gân là gân vải. Còn gì đâu em. Đôi loa bề ngang 42, bề sâu 25, bề cao tầm 30. Bán giá 3,6 triệu đồng, giá cực kỳ mềm cho một đôi loa karaoke xịn. Các bác hoàn toàn có thể nghe nhạc hoặc hát karaoke trong phòng vừa và ghép thêm vào các bộ dàn nhà các bác. 3,6 triệu đồng. Đây, củ loa audio mở sẵn đây. Bát đây. Phần tần, trong phần tần riêng của loa karaoke Nhật thì nó rất đơn giản thôi. Loa của Anh Quốc thì phần tần nó mới làm ghê, của Nhật thì làm rất đơn giản. Thùng góc cạnh còn đẹp nhá. 3,6 triệu đồng. Đây. Rồi sao Made in Japan 220W 6 ohm SP31. Mở to nhạc mời các bạn nghe. Đang ghép ở âm ly karaoke Hàn Quốc xịn 203, bán giá 8,2 triệu đồng. Xin nhắc lại đôi loa tôi chỉ có 2 đôi thôi, mà để giá cực kỳ mềm cho các bác nên là thông cảm, là có 2 đôi, nếu đăng lên các bác là bốc nhanh thì các bác sau không mua được thì thông cảm, bởi vì nó không có nhiều. Nhầm yêu thương ta bỏ ta trang trường, còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em. Xin chào các bác, cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng thì đến tận nơi hoặc là chuyển tiền vào tài khoản tôi 1-2 triệu là tôi gửi hàng đi. Xin chào, hẹn gặp lại. Phí vận chuyển đương nhiên người nhận phải chịu. Xin chào.